Rồi hôm nay mình giới thiệu một cái mẫu mạch rất là độc đáo, công suất khủng, có nhiều công nghệ đột phá mới kết hợp ha. Thì mẫu mạch này là hoàn thiện ha. Rồi thì ở đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về những cái tính năng đột phá cái mẫu mạch con mạch này có được ha. Đây là EQ5B, hai cần chỉnh sức này ha, chỉnh bát này. Mình đẩy bát lên sâu như anh súp luôn ha, một cần chỉnh trung, hai cần chỉnh trét ha, chỉnh nét từng dĩa tầng luôn ha, trét bát, nghĩa mình chỉnh nét mà không cần sử dụng phân tầng. Đây người ta gọi cách khác là phân tầng linh động ha. Ha, phân tầng có điện á, cho chưa, hai thằng led cho nhấp nháy để mình biết mình chỉnh cho nó phù hợp, bát dư mình chỉnh xuống, trét dư mình nhắc lại ha. Đây thì vật eco, thì vật eco này nó chuyên nghiệp ha, nó khác biệt, rất khác biệt. Nó sử dụng một cái chip DB lập trình, chip chuyên dụng, giá thành nó rất là cao ha. Vì sao? Nó xử lý chuyên dụng mà. Rồi song song đó nó kết hợp chống hú, chống hú ở đây là xử lý độc lập ha, xử lý hoàn toàn độc lập, ca hiệu quả. Rồi mình đứng khoảng cách, đứng gần bên luôn, ca sát luôn, không sở hú luôn ha, nhấn vào chống hú nhẹ ra còn bình thường. Rồi song song đó ha, thì ở đây micro không dây sử dụng đến 4 cây micro, một công nghệ đời mới, đột phá mới hơn đó. Mình có thể ca đến nhiều thành viên, 4 thành viên cùng ca, nó rất phù hợp cho khoảng không gian rộng lớn đó. Đây là một cái rất là hay, điểm hay của bộ mặt này, coi chưa, 4 cây micro sử dụng cùng lúc luôn. Rồi chuyển qua bên cái phần này là phần tích hợp live stream ha. Tích hợp live stream là phát, dùng là phát trực tiếp, nhưng mà nó có cái hay nữa, cái hay là phát trực tiếp nhưng mà khi mình muốn ca là ca revert nha, ca revert có chúng hú. Đây mình cắm cái micro đây, mình đỡ mình ca livestream luôn ha, nhấn vô là bình trạng thái là lo kéo bình thường, còn nhả ra là trạng thái livestream, lưu ý ha. Đây bluetooth ở đây là bluetooth LCD 6.0, bluetooth đời mới, màn hình LCD. Rồi có nhiều cái ứng dụng chức năng ha, hai cái anten nữa ha, hai cái anten chưa được lắp vô ha, một cái anten bluetooth. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình test coi thử cái tiếng micro nó có chuyên nghiệp như mình nói hay không ha, thử test nhẹ thôi ha, test nhẹ thôi ha. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Alo. Nó nét từng dãy tầng như mình nói khi có EQ không ha. Yeah.
lại nhau.